chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bưởi Vlog. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm món lẩu hải sản. Nguyên liệu chuẩn bị thì có một con cua đồng đã bổ đôi ha, rửa sạch để cho cái lẩu của mình nó thêm ngọt. Ngoài ra mình có mua thêm sò điệp, thịt bò về thái lát mỏng để nhúng lẩu ha. Chúng ta chuẩn bị các loại rau để ăn kèm với lẩu. Thì mình thích ăn rau nào thì mình chuẩn bị theo ý thích. Còn ở đây thì mình chuẩn bị rau muống, các loại nấm, rau mùng tơi, bông điên điển. Rồi nguyên liệu thì mọi người có thể sử dụng theo ý thích ha. Bây giờ mọi người vào bếp cùng với mình ha. Một cái này nữa. Rồi, cho con. Chúng ta làm nước lẩu ha. Mình bật bếp lên, cho bếp nóng lên rồi mình cho dầu vào khử hành cho thơm ha. Chờ tí cho dầu sôi. Cua này mình giải càng là do nó mặn quá rồi. Cái món lẩu này nó cũng ngọt á, thì gần cuối mình có thể nêm thêm bột ngọt. Còn hiện tại thì mình chỉ cho muối thôi, cho cua nó vàng sơ qua là mình đổ nước vào thôi. Cua vàng sơ qua rồi bạn, nó cũng nấm gia vị á, thì mình đổ nước vào. Mình canh tầm khoảng 1,5 lít ha. Lẩu này thì mình nấu cho 3-4 người ăn. Chờ lẩu nó sôi lên thì mình bỏ thêm sò điệp và các loại rau vàng. Thịt bò thì mình có thể nhúng nếu mình muốn ăn tái nha. Còn các bạn nào muốn ăn chín thì để lâu hơn một tí, nhưng mà đừng lâu quá thì thịt bò nó sẽ bị dai. Trong thời gian chờ lẩu sôi lên thì mình làm nước mắm. Thì làm nước mắm á, mình làm tỏi nhỏ này á, nó sẽ thơm hơn á. Nhưng mà làm nó hơi lâu hơn, tại vì cái bằng tỏi này nó khó nhỏ các bạn. Hôm nay con chơi đi nón vô rồi.
Mời cả nhà cùng thưởng thức ha.